đâu trời. Để giờ hay vậy? Ê, gãy rồi, đúng rồi. Rồi, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của Phật Tâm Channel ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì ba mình sẽ ra ngoài đồng bắt ốc, bắt cua, bắt chuột nha các bạn. Nhưng mà cái vấn đề chính là ngày hôm nay anh em mình sẽ đi đặt lồng chuột. Rồi, bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng với ba anh em mình cùng đi ra ngoài đồng ha. Rồi, bây giờ anh em mình bắt đầu đi nha các bạn ơi. Let's go các bạn ơi. Ủa rồi tôi đi làm sao? Biết luôn. Đây là tác phẩm đầu tay nha các bạn. Rồi rồi rồi. Nhanh quá không có kịp quay luôn các bạn ơi. Rồi anh em mình đã nhặt được cái lồng lớn này, mấy anh em mình bắt đầu đi thăm nha các bạn. Còn
chưa, mà chắc cũng hôm bữa cũng thả mấy con rồi, không ăn. Cảnh nó theo giọng rồi ăn cúc. Thì có ai nói đâu, tại vì mình thấy thì có ai nói đâu mà mình cảm giác mình nhát mình không dám ăn thôi chứ. Nếu vậy cá lóc cá chê gì nữa là ngon. Cái đâu nằm đâu rồi? Anh thấy mà em không thấy đi. Gùi vai. Ngon mẹ đó nữa đi. Ỉa cứt lum la. Lụm không? Không, nó thấy nó cứ gớt xuống rồi đó. Rồi. Lụm. Sao qua khỏi điện được. Quay lại đây nè, quay lại đây mới thấy được đó, xa quá. Được không? Đâu, dân cọ lên coi, tác phẩm coi. Đó. Ủa đi về thấy nó vui hơn nè. Chỗ này luôn. Bơi xuồng đi đêm vậy là đúng bài luôn rồi cả này. Cũng hai ba con luôn. Rồi sống mắng được hả? Dương. Mắng nghiền luôn mà. Dương. Lo gọi đọc cây không? Lo gọi đọc cây không? Không kịp. Súng của bác không kịp ra lấy đâu nè không hả? Không thấy. Đây có con nhá cá. Có ếch rồi bắn luôn đi. Chứ ếch lại đâm cũng không kịp đâu. Có hết á, chiều tao bơi thấy nhảy hai ba con rồi. Đây ra tới ngoài sao anh Trần? Tới lộ cho anh đó. Nó không trồng lúa thóc thì theo hết cả. Ủa đấy, đã xuất thuộc đó thôi. Lúa để cảnh á. À. Ồ, ớt nó nằm dưới máy nó hợp cho cảnh này. Bởi vậy tôi mới nói pha pha đó, thấy được giúp đi.
ba cu có. Ủa đây được cái nhà ngon hả? Trời ơi. Trúng rồi. Nói dầu uống sôi ớt được luôn, dầu rồi vậy. Can luôn rồi đó. À, đưa chỉa vô chỉa tới mà anh nha cảm. Con dạng con không con nhát con dạng. Đây thì đưa cả chỉa cho điện lụm luôn. Bắn cũng ngon vậy. Ừ. Đi ra đó kìa. Vậy, tụt đi, tụt đi. Tới nữa rồi tới đầu sông ăn một bước lên á. Đò dồn cái lại đây á. Thấy không? Đây tao thấy rồi. Mày để tao đưa mày lại đằng này nè. Đưa mày lại đằng đây nè, có mày lên bờ. Bao đi ngược cái lại. Té cù lét 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 c